Vâng, tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong bất kỳ trò chơi nào thì may mắn là một điều hết sức quan trọng và nhất là sổ số Việt Lốt. Có người chỉ bỏ ra 10.000 để trúng thưởng hàng chục tỷ nhưng mà cũng có người và coi đây là một hình thức đầu tư có tính toán. Và trường hợp trúng số 111 tỷ đồng trong kỳ quay thưởng ngày hôm qua là một ví dụ điển hình. Khi mà người chơi đã bỏ ra số tiền lên đến 4,2 triệu đồng để mà mua vé số Việt Lốt. Ghi nhận từ hệ thống, đại diện Việt Lo cho biết là vị khách hàng may mắn đã mua vé tại điểm bán hàng tại 391 đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người này đã chơi 5 bao 9 với các con số gần nhau trên cùng một vé, tổng giá vé là 4,2 triệu đồng và đã trúng jackpot 1 power 6 trên 5 năm, trị giá hơn 111 tỷ đồng. Bên cạnh đó, người chơi này còn trúng các giải nhỏ khác. Vé trúng thưởng mang dãy số là 0414264244 và 45. Vì khách hàng may mắn trúng giải Jackpot 1, sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ nhận về khoản thực lĩnh khoảng 100 tỷ đồng. Người chiến thắng có 60 ngày để thực hiện thủ tục nhận giải, sau thời hạn này, số tiền trị giá gần 111 tỷ đồng trên sẽ được đưa vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott.